Hello các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn, bữa nay mình quay cảnh cái trại heo các bạn. Trại heo này nó đang trong thi công. Bữa nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái trại nó quy mô cỡ nào. Đây là tổng diện tích của trại heo các bạn. Ở phía bên đây là rừng tràm nè các bạn. Còn bên đây là lúc trước cũng tràm với ba cây năng các bạn. Rồi phá xong gọi máy múc đất, lần sang lắp mặt bằng các bạn. Giờ thành cái nền nè. Còn ở đây là cái trại heo các bạn. Trại nuôi heo cao sản. Hiện giờ là xe ủi nó đang ủi đất vô chạy các bạn. Do chủ đầu tư giờ nó thiếu đất các bạn. Do công trình của săn lắp mặt bằng á. Bên đội săn lắp mặt bằng á, bây giờ người ta nâng cái nền lên nhưng mà thiếu. Giờ phải đổ ở ngoài chạy các bạn. Rồi ủi thẳng vô trong chạy heo. Nặng lấy cái cao độ lại các bạn, giờ nó thiếu cao độ. Rồi để mình quay cảnh xe ủi đất vô chạy cho các bạn xem. Trước mắt chúng ta thấy hai cái bồn giống cái quặng các bạn. Mình không biết cái bồn này để làm gì. Hai cái bồn bằng sắt nha các bạn. Bề cao từ dưới mặt đất lên tới trên là khoảng 3 mét các bạn. 3 mét. Này có hai cái các bạn. Mình cũng không biết cái bồn này chứa cái gì trong đây nữa. Có bạn nào biết thì comment cho mình biết các bạn. Rồi ở bên đây là cũng có mấy cái quặng nữa nhưng mà khác các bạn. Quặng này cao khoảng 1m2 quá, 1m2 tới 1m5. Cái quặng này thì mình suy nghĩ chắc có thể là chứa thức ăn cho heo quá các bạn. Cái này ở đây mình thấy có hai vách ngăn nè các bạn. Cái này không biết để làm gì. Cái này giống chứa thức ăn các bạn. Dưới đây nó bọng nè. Cái này cái máng này chắc là cái máng này chắc đựng thức ăn. Còn thức ăn là chứa trong cái bình này. Khi mình nó ăn tới đây ăn sụt xuống là thức ăn trong nó tự chảy xuống. Còn cái ngăn này chắc là cái ngăn này là ngăn hai con heo các bạn. Bên một con. Hoặc là 4-5 con gì xếp hàng tròn vô nó ăn. Con này ăn xong tới con khác. Mình theo mình suy nghĩ là như vậy chứ mình cũng chưa biết nó làm sao nữa các bạn. Có bạn nào biết thì comment cho mình biết nha. Rồi. Đây là hai cái món đồ lạ lạ mình không biết là cái gì. Ở đây có không biết bao nhiêu gái các bạn. 3, 2, 5, 9, 14, 15, 19, 20, 24. 25, 29, 30, 34. 40 cái các bạn. 40 cái bình. Rồi. Đây là sổ các bạn. Chút xíu là dưới cổ luôn nha các bạn. Xe ủi BD2G. Đang ủi đất vô chạy các bạn. Hiện tại là cái chạy heo này đang thiếu cao độ. Bây giờ ủi đất vô lần lấy cao độ lại. Xe này mới bị hư cái mặt nạn đùi các bạn. Nó bị bể mặt nạn đùi mới sửa xong hồi trưa này. Giờ mình quay cho các bạn xem luôn.
ở đây là ở ngoài cái trại heo đó các bạn. Ở đây là nó có ba trại, ở dãy cuối cùng là một trại chưa hoàn thiện, còn cái trại 2, trại 1, trại 2 là đang trong quá trình hoàn thiện, là lập tôn rồi, đóng lò phong rồi. Bên này là bên trong trại heo các bạn, giờ cũng chiều rồi, nó hơi tối. Đây, ở bên trên máy là nó lập tôn luôn á các bạn. Ở đây là đóng lò phong nhưng mà lò phong tôn. Từ đây tới trại này dài chắc cỡ khoảng 150m các bạn, 100m á. Trại quy mô lớn các bạn, trại mình nuôi heo cao sản xuất khẩu á. Hai bên là có hai cái luồng cửa sổ, phía dưới là có ô ô, đó là nữa mình đặt cái máy quạt giải nhiệt các bạn, quạt gió. Từ đầu trại ngoài mà mới ủi vô tới đây nha các bạn, là mới ủi được lớp mặt thôi. Hiện giờ nó cũng hơi tối, chưa có đèn các bạn. Nói chung là trại chưa có trang bị hệ thống điện, nên giờ cũng không có điện ở trong trại, bởi vì không có bắt đèn được. Đây mình review nhẹ nhẹ sơ sơ các bạn xem chiếc xe ủi nha. Này là BD2G, BD2F các bạn, không phải BD2G, Mitsubishi BD2F. Xích thì xài xích bánh ú. Dòng này là 5 ti các bạn, 5 ti là có nghĩa là ở trên đây 1 ti, 2 ti, bên kia 2 ti nữa là 4 ti, với một cái ti ti đây nè các bạn, để lắc léo cái lam đó các bạn, là gọi là 5 ti. Ở phía trước chúng ta là thấy hai cái đèn các bạn, hai cái đèn mà hai gắn chân, hai đèn led, nó cũng không có sáng mấy các bạn. Còn ở trên bên phải tài xế là hai cây điều hướng lam các bạn, nâng hạ rồi nghiêng trái nghiêng phải. Còn cái cây ở bên tay trái là cần số các bạn. Còn hai cái cây mà nằm ở chính giữa là hai cây đó là chuyển hướng đó các bạn. Còn cái cần mà treo bình nước là cần ga các bạn. Rồi, cái bồn bên đây là cái bồn nhớt thể lực nha các bạn, nhớt để cho nó vô mấy cái ti năng lam rồi đó. Còn cái bồn bên đây, cái bồn này là bồn dầu các bạn, bồn này bồn dầu. Ở đây nó có cái đồ để xe bị bắt này các bạn, nắm lôi lên. Xe này nói chung là xe này thời của Napoleon để lại các bạn. Nhìn thì nói chung là xe thì cũng còn tiền lạc. Đây, xe này chạy trong chạy bởi vì gỡ cái mùi các bạn, không thấy mùi, chùi lũi. Rồi mình review sơ sơ cái xe ủi đây các bạn. Ở đây là toàn cảnh cái trại heo mình đang làm công trình nha các bạn. Ở trước mặt chúng ta là cái trại heo. Bây giờ xe ủi D2 đang ủi đất vô nền đó các bạn. Chạy giờ nó đang thiếu cao độ, giờ phải ủi đất vô nền lần lấy lại cao độ.
Nói chung xe ủi này nó cũng đời nó cũng yếu các bạn, nó già rồi. Mấy bạn thấy xe chạy không, bình dầu với bình nhớt luôn, nó lung lay luôn không. Xe rất là già. Từ cái chạy này mà ủi từ ngoài đầu chạy tới cuối chạy là khoảng 150 m nha các bạn. Chạy này dài. Ở trước mặt chúng ta thấy mấy kiện gạch không? Bây giờ là lò gạch là nó vận chuyển gạch bằng kiện không các bạn? Lận dễ trong quá trình di chuyển á, bớt được cái lượng nhân công mà chắc gạch lên xuống hàng. Hiện tại là trời ở đây bắt đầu chuyển mưa các bạn. Trời nó âm u hơi. Giờ mình sẽ đi sâu vô cho các bạn xem bên phía trong nền nè các bạn. Ở đây là bên trong nền chạy nè các bạn. Ở phía trên đầu là được lót lau phông bằng thiết luôn nè các bạn. Còn xung quanh chúng ta là cột. Đây là cửa sổ các bạn. Cửa sổ chạy. Đây là cận cảnh bên trong cái nền chạy các bạn. Chiều cao từ mặt đất lên tới chạy là khoảng 2 m các bạn. 2 m 2 m rưỡi. Hiện tại là mình đứng từ dưới mặt đất nè lên tới nền chạy là 2 m rưỡi các bạn. Hai bên là hai hàng cửa sổ các bạn. Giờ xe nó đang ủi đất đẩy vô trong nền chạy các bạn. Hiện tại là nền chạy của mình nó bị thiếu cao độ. Bây giờ phải ủi đất từ ở ngoài đầu chạy đó chứ vô tới cuối chạy các bạn. Nói chung là ủi này chắc lâu. Tại vì mỗi ngày là ủi chỉ mớ chứ đâu có ủi nhiều được. Mình cho nó ăn nhiều quá là nó ủi tuôn bánh, không có bư các bạn. Nó bư bánh không có đi. Bởi vì cho nó ăn từ từ lắng từ từ vô. Bởi rất là lâu các bạn. Đâu phải chạy ngày một buổi là xong đâu. Mấy ngày, tuần lễ 10 ngày mới xong các bạn. Đất phải đất khô thì ủi nó đi, còn này đất ướt, ủi nó không đi các bạn. Cũ nó là gì nè các bạn? Cái nền đất khô đó, là nền cũ đó. Là nó hiện tại là nó thiếu cao độ. Giờ phải ủi đất vô thêm tận lấy lại cái cao độ. Rồi mới đổ, chắc có thể là đổ bê tông xuống nền luôn các bạn. Tại vì mình bên khâu san lấp, mình có không biết là bên chạy ra thi công sao, mình chưa có nắm được các bạn. Giờ mình chỉ quay vậy cho các bạn xem, không biết cái chạy heo nó quy mô lớn cỡ nào thôi. Nói chung ở nhà mình thì nuôi chục con 20 con thì chạy nhỏ, còn này là quy mô mấy trăm con cả ngàn con nè các bạn. Giờ là ghe ra lấy đất tiếp đó các bạn. Nói chung là công việc thì nó đơn giản vậy nhưng mà nó lâu quá bạn. Cái nền là mình ngồi là chừa chí mí cái đầu luôn các bạn. Mấy cây đà ngang mà mình không để ý là chạy có thể là da vô đầu các bạn. Giờ mình sẽ dẫn các bạn ra phía sau chạy tham quan ở sau nha các bạn. Hiện tại là mình đang đứng trong chạy. Ở đây là gần cuối chạy nha các bạn. Nhưng mà đất vẫn chưa xuống tới đây nha các bạn. Tại do cái chạy mình nó quá dài. Còn mấy mét nữa, còn mười mấy mét nữa mới tới cuối chạy nha các bạn. Giờ mình ra sau cho các bạn xem cảnh ở sau. Giờ mình ra tới sau nè các bạn. Ở đây là ngoài sau. Mấy cái khung này là nữa đặt quạt gió nha các bạn. Đặt quạt gió thổi gió vô chạy cho nó làm mát cái không khí trong chạy các bạn.
tại nuôi với số lượng heo nó nhiều đó, cho nên là không khí nó rất là ngột ngạt. Rồi phía trước mặt chúng ta là thấy hai cái hầm các bạn, một cái hầm lớn, để mình quay cho các bạn xem rõ, cái hầm lớn và một cái hầm nhỏ nha các bạn. Cái hầm nhỏ trong là cái hầm để chứa phân nha các bạn. Chừng nữa phía trên là nó có thể là nó đậy nắp lại các bạn, để tránh gây ô nhiễm môi trường á, là phải đậy nắp lại. Còn cái hầm ở ngoài là cái hầm chứa nước thôi. Cái nền này mà nó cao được như vậy là do cái hầm đó đó các bạn, lấy xuống 7m 8m gì ở dưới á, rồi mới lấy xe ben chở lên giống bên kia các bạn. Hiện tại là mình làm cũng y chang vậy đó, nhưng mà bên kia thì cái trang trại nó nhỏ hơn trang trại này. Còn cái đường thoát nước này là đường thoát nước chạy nè các bạn, có nghĩa là heo tắm rửa gì đó hoặc là tiểu tiện như đó là nước nó chảy vô mấy cái rãnh này các bạn, rồi nó vô cái hầm chứa. Đây có cái hầm này các bạn, nữa nó lắng rồi nó mới đưa ra cái hầm nhỏ ngoài này nè các bạn. Nói chung là cái đường cống là bao quanh chạy. Nói chung chạy làm được là cũng phải xin giấy phép mà các bạn. Làm chạy chăn nuôi là phải cách xa khu dân cư, để sau này nó có hôi á các bạn thì mình hửi, chứ người ta không có hửi. Mình chăn nuôi mình hửi, còn mà mình xây gần cái khu dân cư á, lần nữa khu dân cư người ta hửi không, ta chửi chết. Bởi vì làm chạy heo á là phải cách xa khu dân cư. Tại vì mấy làm chạy heo này nó mới làm ở trong này kia bằng gần rừng luôn các bạn. Xung quanh chúng ta là gần tràm không á. À, bạn thấy không? Ba bên bốn hướng rồi là tràm không à. Rồi mình mới khai phá ra mình mới làm chạy heo được các bạn. Rồi. Ta quay ở cuối chạy, quay lên đầu chạy cho các bạn xem. Các bạn thấy xe nó đang chạy thổi vô không? Rất là xa các bạn. Mình zoom vậy mà cũng chưa thấy được chiếc xe nữa, chỉ thấy nhỏ nhỏ thôi. Rất là xa. Cái chạy này hiện chạy này là chạy số 1 nha các bạn. Chạy số 1 là gần hoàn thiện rồi. Cái này đạt khoảng 70% rồi các bạn. Giờ mình qua trại số 2 cho các bạn xem. Trại số 2 thì đang trong quá trình lập lao phong. Rồi mình qua trại số 2 nha các bạn. Trại số 2 là trại bên đây nè các bạn. À không phải các bạn ơi, cái đường cống này là đường cống để dẫn heo vô chạy ra trại các bạn. Là có nghĩa là mình lùa, khi mà mình xuất chuồng á, mình lùa theo cái này nè các bạn, là nó đi theo. Còn cái đường cống là nó được âm ở dưới đất các bạn. Nè lỗ cống nè, lỗ cống được âm dưới đất. Ở bên này cũng được âm dưới đất các bạn. Nó âm theo đường hai vách của cái trại các bạn. Đây là cái bậc thang để heo lên đó các bạn. Đây là chất lùa heo vô trại nè. Rồi chạy số 1 và chạy số 2 nó cách nhau khoảng 10m nha các bạn. Ở chính giữa là khoảng đất trống nè, hai bên cách nhau khoảng 10m. Đây là chạy số 2 nha các bạn. Bên đây là chạy số 2 nha các bạn. Mấy anh thợ đang lập lao phong đó các bạn. Đây lập lao phong bằng ton nè các bạn, chứ không phải là bằng mũ nha các bạn. Ở trên lao phong là có khung sắt, rồi mình mới bắn toan lên nha các bạn. Rồi cái chạy số 2 thì nó khoảng 60%,
hoàn thiện nha các bạn, 60%. Rồi mình sẽ đi tiếp chạy số 3 nha các bạn. Đây là đầu chạy số 2 nha các bạn. Ở đây có cái nhà kho. Ở trước mặt chúng ta có hai cái lồng tròn đó các bạn. Lồng đó là nữa để thả heo vô các bạn. Heo con á. Mình thả vô đó mình phân loại. Ở trước là hai cái nhà để cho người chăn nuôi người ta ở các bạn, công nhân chăn nuôi các bạn ta ở. Một bên là công nhân, một bên là chủ doanh nghiệp ta ở các bạn. Còn cái chạy số 3 là đang trong quá trình lên tường các bạn. Bên kia là chạy số 3. Cái này, cái đống sắt này là khung sườn của cái dàn máy nha các bạn. Là của này là của chạy số 3 nha các bạn. Chạy số 3 là đang dựng tường đó các bạn, chưa có lên máy đó. Đây mình quay lại chạy cuối cùng là chạy số 3 các bạn, chưa lên máy, chạy số 2. Chạy số 1 bên đây là có 3 chạy nha các bạn. Tổng diện tích của mình cũng không có nắm rõ nhưng mà nó rất là rộng các bạn. Mình quay xung quanh các bạn xem, rất là rộng. Cái chạy đó là chạy mình đang ở các bạn. Xung quanh chúng ta là toàn là rừng tràm không các bạn. Rồi đây có mấy bồn nước đang chứa nước cho heo nè các bạn, chứa nước cho chạy. Trước mặt chúng ta có một chiếc xe. Xe này là xe trộn bê tông nha các bạn. Xe trộn bê tông. Xe này là nguyên bản là do Việt Nam mình tự chế. Xài cái đầu máy D. Đây này không biết D máy luôn các bạn ơi. Đầu máy Trung Quốc nha các bạn. Trên mặt có nè, Made in China 230 kg. Này mình không biết D máy. Qua lăng hộp số. Mình cũng chưa biết cách sử dụng cái máy này sao. Máy này có đầy luôn nha các bạn. Đây cốc đầy của nó nè. Cái này là bên trong cái cối trộn nha các bạn. Cối trộn bê tông nè. Cái này là cái phi chứa nước. Phía sau là cái chỗ để nhả hồ ra các bạn. Đóng mở cho nó nhả hồ ra. Còn bên tay phải chúng ta là có chiếc xe cuốc các bạn. Xe này chắc không ngọt gữ quá các bạn ơi. Xe có lam. Cái gào thì xài gào bự, gào này gào chế nha các bạn. Lặn múc đá cát cho nó mau quá. Xe này đi chung với chiếc xe này. Lặn múc đá cát đổ vô cái bồn trộn bê tông các bạn. Xe này mình không biết hiệu gì luôn. Xe này sơn lại rồi. Giờ mình không biết hiệu gì. Xe này chắc mình nghĩ là Komatsu nha các bạn. Mình thấy còn ở đây cái chữ BC nè các bạn. Chữ BC bị sơn dặm lại rồi. BC 220. Xe này 3 máy nha các bạn. Xe này xài 3 máy. Rồi khi nào xe này có hoạt động mình cho các bạn xem nó trộn bê tông như thế nào. Đây là phía sau các bạn. Phía sau xe. Ở phía sau còn là một chiếc xe cuốc nữa các bạn. Xe trước ở sau thì chắc không ngột. Xe sau không có cabin.